Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chim Tầm Mobile. Ngay bên cạnh mình đây là một cái chiếc nồi cơm điện. Và nồi cơm điện này thì các bạn thấy là nó có những cái đặc điểm khác biệt và ấn tượng ngay trước mắt. Nó không có giống như một cái chiếc nồi cơm điện thông thường. Và điểm ấn tượng của mình khi nhìn ngay cái sản phẩm này đó chính là cái nồi lòng nồi ở bên trong của nó là bằng thủy tinh. Nhờ cái chất liệu làm bằng thủy tinh nên mình hoàn toàn có thể quan sát được những cái thực phẩm nó chín nè và màu sắc của thực phẩm, và nó cũng sẽ tăng được cái thẩm mỹ hơn. Và đây chính là một cái chiếc nồi cơm điện, nồi cuộn nồi nấu đa năng đến từ nhà Dima với phiên bản là Dima Gem FB15W. Và để có thể trải nghiệm chi tiết những tính năng hay ho của sản phẩm này thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình vào phần tìm hiểu em nó cụ thể luôn nha. Điểm qua với mình về phần giao diện của chiếc nồi cơm điện này. Chiếc nồi cơm điện này thì nó sẽ có tổng quan màu sắc là màu trắng và phần thủy tinh trong suốt như thế này. Với cái phần thủy tinh trong suốt thì sẽ giúp cho các bạn có thể quan sát được rất là rõ cái việc chín nè, các cái mức độ màu sắc và mình thấy được cái độ sôi của thực phẩm của mình trong quá trình nấu. Và dung tích nồi thủy tinh thì nó sẽ có dung tích là 3 lít để cho các bạn có thể nấu cho khoảng từ 6 cho đến 8 người ăn. Và với chiếc nồi này, nếu như để có thể sử dụng cho việc nấu cơm điện, nấu cơm không thôi thì nó rất là bình thường mọi người. Nồi này các bạn có thể sử dụng được cho việc là muốn ăn cơm niêu cũng được nè, tại vì nó có tính năng là lựa chọn nấu cơm niêu. Muốn nấu xôi cũng được nè, hoặc là muốn nấu cháo, muốn nấu nhanh và bún hầm cũng được. Với tính năng này thì mình có thể thỏa mãn được tất cả những cái nhu cầu nấu nướng và bạn có thể lựa chọn được các món ăn vô cùng đa dạng. Để có thể thao tác và sử dụng các tính năng thì các bạn chỉ cần bấm chạm cảm ứng ở trên cái phần nắp của chiếc nồi cơm điện này. Và đây cũng là một cái vị trí để cho các bạn thoát hơi nước trong quá trình nấu. Nhưng mà các bạn nhớ nha, đừng có vô tình mà đặt ngay cái chỗ lỗ tắc hơi này khi mà cái máy đang nấu. Tiếp theo, cái điểm màu đỏ này để cho các bạn có thể bấm mở ra. Đó, đây, nó sẽ có một cái nắp. Nắp này thì có thể tháo rời được trong trường hợp mà các bạn nấu cháo hoặc là nấu xôi mà nó tràn hoặc nó dính ra, thì mình chỉ cần lấy ra vệ sinh, chùi rửa, phơi khô cực kỳ dễ dàng, vệ sinh và sạch sẽ. Đây là cái lòng nồi, mình sẽ lấy ra cho mọi người xem nha. Cái lòng nồi này hồi nãy thì mình đã test thử là mình đang nấu một ít đậu xanh với lại nước lọc thôi. Mình không nấu cơm tại vì mình thấy cái việc test nấu cơm nó rất là bình thường rồi, và mình đang test thử với tính năng nấu chậm của cái chiếc nồi này. Và rõ ràng á, nếu như mà các bạn nào mà chúng ta ở nhà mà mình sử dụng một cái chiếc nồi cơm thông thường để mình nấu đậu xanh á, thì mình sẽ thấy là đậu xanh của mình chín. Nhưng mà nếu như nấu quá lửa và không phải là tính năng nấu chậm á, thì cái hạt đổ của mình á, nó sẽ bung ra, bung nở tè le tét lét luôn. Nhưng mà với cái tính năng nấu chậm của những cái chiếc nồi mà mình có lựa chọn được cái tính năng nấu chậm á, thì cái hạt đổ của mình á, nó sẽ bung ra từ từ và nó chín đều từ trong ra ngoài luôn. Nhưng mà nó vẫn giữ nguyên vẹn được cái hạt đổ. Đây là một trong những cái ưu điểm khá là tuyệt vời của một cái chiếc nồi mà nó có tính năng nấu chậm. Và một trong những cái điểm ưu của chất liệu tạo nên cái chiếc nồi này là từ chất liệu borosilicate. Nó sẽ có những cái điểm khác so với việc các bạn sử dụng một cái chiếc nồi nhôm mà nó có tráng cái lớp chống dính. Đồng ý là những cái nồi mà nó có tráng lớp chống dính thì nó sẽ rất là tiện trong quá trình mà các bạn nấu nè, nó không có bị bám dính. Nhưng nếu như mà nồi đó các bạn mua với cái chất lượng nó, giá thành của nó rẻ đi, chất lượng nó thấp, thì dùng già lâu một thời gian á, thì cái lớp chống dính đó nó sẽ bị trôi đi và nó sẽ bị ấy ra ngoài. Mình dùng cái lá cước á, mình chùi rửa thì nó sẽ bị trôi và nó sẽ bám vào thức ăn của mình. Nhưng khi sử dụng cái chất liệu borosilicate thì các bạn sẽ yên tâm hơn, nói chung là mình an toàn hơn. Nhưng để mà có thể chùi rửa vệ sinh thì các bạn cũng nhớ nha, mình phải hết sức cẩn thận, tại vì cái chất liệu này mình cũng phải nâng niu dữ lắm đó. Và như các bạn thấy thì thao tác của nó, những cái trực quan của nó cũng khá là dễ dùng và dễ sử dụng. Đầu tiên để có thể lựa chọn thì như các bạn thấy nó sẽ hiện lên cho mọi người các dòng chữ như là slow cooking, rồi carbon fried, rồi multi grain rice, reset. Và để có thể lựa chọn thì các bạn nhớ nhấn nút menu nha. Đèn sáng ở đâu thì nó sẽ hiển thị cho mọi người cái chế độ chọn của chúng ta. Và lần lượt nó sẽ ở các mức thời gian, ví dụ như chế độ nấu chậm thì là 45 phút. Còn chế độ nấu cơm niêu của nó sẽ là 50 phút. Đó, mình sẽ bấm lên cho mọi người lần lượt 50 phút. Chế độ nấu xôi thì là 55 phút. Còn chế độ nấu cháo sẽ là 1 tiếng nè. Chế độ nấu súp thì là 1 tiếng 20 phút. Còn chế độ nấu nhanh thì là 35 phút. Chế độ cuối cùng thì giữ ấm. Với chế độ giữ ấm này thì các bạn có thể giữ ấm maximum lên đến là 24 giờ. Đó, mình sẽ bấm thử đi cho mọi người xem luôn nha. Đó, đây. 24 giờ, đó. Đã 24 giờ đây. Mình sẽ bấm tới đi.
30 phút. Các bạn đang thắc mắc là cái chế độ reset này thì nó sẽ như thế nào? Mình đã test thử rồi nha. Với chế độ reset này thì khi mà các bạn lựa chọn ví dụ như cái chế độ nấu chậm đi là 45 phút đúng không? Đây, mình sẽ cancel chế độ này. Chế độ nấu chậm 45 phút, sau mình nhấn reset. Reset này để bạn có thể gia tăng được cái khoảng thời gian lâu hơn. Ví dụ như các bạn đang hầm xương mình muốn là nó phải chừng 2 tiếng đi, thì các bạn có thể gia tăng được cái khoảng thời gian là từ 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng cho cái việc nấu này nó sẽ đun sôi liên tục. Nhưng một cái điểm mình cảm thấy nó hơi bất tiện, tức có nghĩa là nó chỉ có thể tiến thời gian thôi chứ nó không lưu thời gian được. Ví dụ như cái thời gian chuẩn của cái việc nấu chậm thì là 45 phút, nhưng mà các bạn muốn nấu chậm nó ít hơn, khoảng chừng 40 phút, 30 phút hoặc là 25 phút thì nó không có làm được nha. Nó chỉ có thể tính từ cột mốc thời gian chuẩn của cái chế độ này là nấu chậm là 45 phút trở lên mà thôi. Không giới hạn việc tiến lên nhưng mà bị giới hạn việc lùi xuống. Và cái nồi cơm điện này thì nó sẽ có công suất là 600W. Và vừa rồi là tất cả những thông tin, những trải nghiệm của mình về chiếc nồi cơm điện, một cái nồi nấu đa năng đến từ nhà Dima với phiên bản là SB15W. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Đường link chi tiết mô tả của sản phẩm là mình có đến kèm ngay bên dưới. Các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chim Tàu Mobile. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.